Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Tìm hiểu về cây trà hoa vàng cùng với công dụng tuyệt vời của loại trà này, khám phá khu du lịch canh nông và quy trình chế biến cà phê. Đây là nội dung chính có trong chuyên mục tuần này. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Quý 1 năm 2020, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế giảm 28,2%, khách nội địa giảm 23,5%, khách qua lưu trú giảm 26,83%. Riêng trong tháng 3/2020, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng giảm 62% so với cùng kỳ năm 2019. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp và đang có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản đề xuất với chính phủ có phương án miễn giảm thuế cho các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cho phép doanh nghiệp du lịch chậm nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội năm 2020, chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động phải nghỉ việc do COVID-19, giảm tiền thuế đất, tiền thuê sử dụng đất và cho phép doanh nghiệp du lịch chậm nộp thuế đất, tiền thuê đất năm 2020. Có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm lãi suất vay, khoanh nợ và giãn nợ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Áp dụng mức giá điện theo đơn giá điện sản xuất cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ lưu trú du lịch thay vì áp dụng mức giá dịch vụ. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết, đến nay các khu du lịch trên địa bàn đã tạm ngừng các hoạt động đón tiếp du khách tham quan để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Công ty Cổ phần Du lịch Dambri đã gửi thông báo từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc tạm ngừng hoạt động đón khách tham quan khu du lịch Thác Dambri tại thôn 14 xã Dambri từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4 2020 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với khu du lịch Thác Dambri thì công ty Tâm Châu cũng đã tạm ngừng đón khách tham quan tại nông trường chè. Công ty cổ phần Sundance cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động đón khách và các dịch vụ kinh doanh tại hai điểm, cụm điểm du lịch Đôi Dép Tea Resort tại 27 Cao Thắng, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc và điểm kinh doanh Đôi Dép Villa tại đường Trường Phú. Tất cả các điểm du lịch kinh doanh của công ty cổ phần Sundance sẽ tạm dừng cho đến khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Kiều Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại chè rất đặc biệt, có dược tính rất cao của Lâm Đồng, được sản xuất ngay tại địa bàn Lâm Đồng, đó chính là trà hoa vàng. Và mời quý vị cùng gặp gỡ với chị Lê Anna để chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Vâng, xin chào chị ạ. Thưa chị, đầu tiên xin chị giới thiệu rõ hơn về các giống trà hoa vàng ở trên farm của mình ạ. Hiện tại trên farm của mình thì có khoảng 40 loài trà hoa vàng đã được định danh bởi tiến sĩ về chè Lương Văn Dũng, là phó khoa sinh của trường Đại học Đà Lạt. Có 39 loài bắt đầu từ là vàng camellia của tất cả các tỉnh phía Bắc, cũng như là 4 loài của Trung Quốc và ở Cát Tiên, các tỉnh phía Nam. Thì mình sưu tập lại. Thế nhưng mà trong đó thì có một cái loài trà là trà Thạch Châu cũng hòa vàng. Thì là cái loài này là loài đặc hữu của Tây Nguyên, của Lâm Đồng mình. Thì là mình đã test, tức là so sánh về các hoạt chất của trà này với lại các loài trà kia, để tìm ra là cái loài trà nào có cái hoạt chất cao nhất thì mình sẽ đi sâu về nó. Thì mình cũng giữ lại 40 loài trà kia với cả hàng chục ngàn cây ấy. Và sau đó là mình phát triển ra cái giống Thạch Châu này để mong là đưa tới cho mọi người cái sức khỏe. Dạ, thưa chị, trà hoa vàng này thì nó có công dụng và cái dược tính như thế nào ạ? Mình là một người đam mê sưu tập trà, thì được biết là theo y văn thế giới thì trà có rất nhiều tác dụng, là chống ung thư, chống oxy hóa, bảo vệ thành mạch, rồi đủ thứ ở trên mạng báo thì đều có. Thế nhưng đối với mình ấy, thì mình chỉ nói cái gì mà mình đã test và có bằng chứng khoa học. Đặc biệt là cái tác dụng gì nó cũng phải phụ thuộc vào là
cùng một cái lá, nhưng mà nó sẽ có là ngày thà sáng, trưa, chiều, tối mà bạn hái nó vào lúc nào thì cái hoạt chất nó đã khác nhau rồi, cộng với lại là trời mưa, trời nắng, rồi là thời tiết nữa. Thế thì nên là cái việc xác định vụ mùa thu hái đó là cái việc quan trọng nhất để ra được là cái chất lượng của nó. Thì cái trà hiện tại của mình ấy thì mình mới chỉ làm được một vài những cái nghiên cứu đề tài với lại bên phòng tiêu chuẩn hóa của viện dược liệu. Thứ nhất ấy là ngăn cái sự nhân lên của virus HIV là đã có trên tạp chí dược học, các bạn có thể tra Google là có. Cái thứ hai nữa ấy, là về cái bảo vệ, tức là cái bảo vệ tế bào gan ấy. Đấy, không phải là thải độc mà gần như gan của mình khi mà nó sơ cứng lại ấy, hàng ngày mình ăn đồ hoặc là uống rượu ấy, thì nó sẽ làm mềm cái gan ra và nó sẽ lọc các tế bào, và giống như là cái cơ thể của mình mà hàng ngày mình ăn bởi thức ăn ấy, thì khi mà uống trà đều khoảng 2 lít nước một ngày thay nước lọc thì bạn sẽ nhìn thấy những cái sắc thái thay đổi trên da cũng như trên cơ thể. So sánh cái trà mình trồng với lại trà ở trong rừng ấy, 4 rừng khác nhau, xem là trà tại vườn của mình với trà ở các rừng là nó khác nhau ở gì, nó hơn hơi hay không, thì hiện tại là trà của mình vẫn là trà được đứng thứ hai so với 3 rừng khác. Với nhiều cái dược tính mà rất là đáng quý như vậy thì cái thành phần nào của cây trà là mình sử dụng, hoa hay là lá? Tại vì hiện trên thị trường thì em thấy là đa số chúng ta đều sử dụng hoa. Đối với các trà hoa vàng mà dòng camellia như thế này thì là thường mọi người dùng hoa. Thế nhưng mà thực tế ra ấy, thì mình so sánh cả hoa cả lá thì mình thấy lá là tốt hơn rất là nhiều. Còn cái cách dùng thì sao thưa chị? Mình dùng như thế nào để cho đạt cái hiệu quả cao nhất, và cái cách pha như thế nào ạ? Ví dụ như là khi mình muốn một cái bình trà nó đẹp thì mình cho cả hoa và cả lá vào dùng. Thế cái lá trà này ấy, nó có một cái khá khác với lại các trà bình thường. Thứ nhất là khi uống lúc đói là nó không có bị xót ruột, xây sẩm mặt mày, mà nó làm cho mình no luôn, bởi vì cái nguyên tố vi lượng rồi các hoạt chất flavonoids, polyphenol, saponin của nó rất là nhiều dinh dưỡng ở trong đấy. Thế và để qua đêm ấy, chẳng hạn như hôm nay bạn uống không có hết thì để đến hôm sau uống nó không có thiêu học, tức là cái chất chống oxy hóa của nó hay cái kháng khuẩn miễn dịch của nó rất là cao. Thế cho nên là cách dùng rất là dễ thôi, uống lúc nào cũng được. Với cả những cái người mất ngủ ấy, thì cũng không có lo, vì nó còn giúp ngủ ngon hơn cơ, chứ nó không phải như caffeine hay là trà xanh bình thường làm cho mình mất ngủ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi của chị. Quý vị và các bạn thân mến, du lịch canh nông là một trong những loại hình du lịch đang rất phát triển ngày nay tại Đà Lạt, đặc biệt là đối với những ngành sản xuất đặc thù, ví dụ như là sản xuất cà phê chẳng hạn. Và những chủ của farmstay hay những công ty sản xuất cà phê đã tận dụng thế mạnh này để làm nên những khu du lịch thu hút rất đông sự chú ý của du khách. Ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ mời quý vị tham quan một mô hình như thế. Khu du lịch Thúy Thuận Đà Lạt hay quán cà phê Thúy Thuận Đà Lạt đã là một trong top những địa điểm du lịch Đà Lạt cực kỳ hot trong năm nay. Nơi đây có diện tích lên đến gần 4 hecta, trên đồi cao với thiết kế độc đáo. Đứng trên ngọn đồi cao tại khu du lịch, du khách sẽ nhìn được rất nhiều khung cảnh. Phía dưới là một thung lũng rộng lớn, có dòng suối và được bao quanh bởi các đồi núi nhỏ. Đây là nơi rất thú vị mà bạn nên đến thử một lần. Khu du lịch này vẫn đang giữ được vẻ đẹp hoang sơ và lãng mạn của thành phố Hoa. Nhờ vào những đôi bàn tay khéo léo nên khu du lịch đã trở nên hoàn thiện hơn. Không gian quán rất bắt mắt với phong cách thiết kế hiện đại. Đây là nơi lý tưởng để bạn có những bức ảnh đẹp cả ngày lẫn đêm. Với diện tích rộng lớn gần 4 hecta cùng với view đồi núi tuyệt đẹp, khi thêm một số điểm nhấn thì khu du lịch này lại càng đẹp hơn. Dạ, em cảm nhận đây là một cái farmstay khá là rộng, với diện tích rất là rộng, và cũng như là được decor rất là tỉ mỉ, có nhiều nơi để các bạn có thể tham gia sống ảo, tham quan cũng như là có thể trải nghiệm được nhiều. Với những ai yêu thích cà phê thì tham quan nhà máy chế biến cà phê là điều không thể thiếu khi đến với khu du lịch này. Du khách có thể tận mắt nhìn thấy quy trình sản xuất cà phê từ phần thô đến thành phẩm đều được làm trực tiếp ngay tại địa điểm này.
Đây là khu du lịch được biết đến đã hình thành và phát triển trong khoảng 11 năm. Sau khi tham quan một vòng khu du lịch Thúy Thuận thì Kiều Anh rất là ấn tượng bởi khuôn viên rất là rộng lớn ở đây. Và chị Thúy này, không biết là chị có thể chia sẻ những cái ý tưởng nào để giúp cho chị có thể hình thành một khuôn viên như thế này không ạ? Lúc đầu chị chỉ là sản xuất, thu mua và chế biến cà phê thôi. Nhưng sau đó thì chị nhận thấy nhu cầu của khách dung này thì càng ngày cái nhu cầu của người ta là càng tìm hiểu sâu hơn về từng cái vùng miền và từng cái ngành nghề. Thì chị mới ra một cái du lịch Canh Đông này. Chị tận dụng cái thế mạnh của nó là cái view ở xung quanh đây. Và cái nhà máy của mình nó cũng đặt cái địa thế mà cái đặc trưng của cà phê Lâm Đồng mình thì nó cũng là trọng điểm. Từ đó thì chị mới mở ra một cái du lịch Canh Đông về nhà máy sản xuất chế biến cà phê này. Sau khi mà xây dựng lên như thế này thì chị nhận thấy là cái tiềm năng mà phát triển du lịch Canh Đông ở địa phương mình nó như thế nào? Sau khi mà phát triển được đến nay là được 8 tháng thì chị nhận thấy là cái phản hồi của du khách họ cũng rất là thích, và nó một càng ngày nữa nó cái nhu cầu của khách và cái khách á thì càng ngày họ thấy thích những cái mô hình như này nhiều hơn, mà khi họ đi thì nó có một những cái trải nghiệm mới, họ thích thú hơn và họ được biết nhiều hơn về từng cái ngành nghề của địa phương á, thì chị thấy phản hồi rất là tốt. Với những ai thích hoa và muốn tạo dáng mơ mộng thì bất cứ góc nào ở đây cũng cho ra những bức ảnh đẹp. Đặc biệt hơn, tại khu sân vườn là những công trình tạo điểm nhấn. Đương nhiên khi đến đây, bạn đừng quên thưởng thức cà phê được sản xuất ngay tại chỗ, hoặc mua những loại cà phê ở khu trưng bày. Chắc hẳn đây sẽ là loại cà phê rất đặc biệt, vì bạn đã từng mắt nhìn thấy mọi công đoạn sản xuất cà phê. Nếu có dịp đến Đà Lạt, bạn hãy ghé quán để có chuyến đi với nhiều trải nghiệm mới nhé. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến tiếp tục cập nhật những thông tin mới lạ, những hương vị ẩm thực hấp dẫn về du lịch Đà Lạt. Xin kính chào, tạm biệt.